Thiết kế quán cà phê theo mô hình Đông Dương chưa bao giờ lỗi thời. Mô hình Đông Dương mang nét đẹp và sự hòa quyện của nhiều yếu tố văn hóa và kiến trúc độc đáo. Khi thiết kế theo mô hình này, bạn có thể cập nhật và kết hợp với các yếu tố hiện đại để tạo ra một không gian hài hòa và phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay. Do vậy, có thể nói, thiết kế theo mô hình Đông Dương không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà còn là một trường phái kiến trúc mang nét đẹp và giá trị văn hóa vượt thời gian. Viết Khôi Coffee là một thiết kế tiêu biểu mang hơi thở của kiến trúc Đông Dương, tựa làn gió mới nổi bật giữa các thiết kế quán cà phê tại thủ đô. Cảm hứng Đông Dương trong thiết kế Viết Khôi Coffee thể hiện thông qua những mảng không gian đương đại đặc trưng của một Việt Nam xưa. Mặt tiền tựa một ngôi thành cổ, cách điệu bởi những mảng tường uốn lượn kết nối tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á Âu. Không gian nội thất được thiết kế đậm chất Á Đông. Từng chi tiết như viền chỉ ở quầy bar, đèn trần hay bản đồ Đông Dương được bố trí tinh tế làm sống lại không gian kiến trúc cổ điển Pháp. Hình ảnh chiếc đèn dầu đặt ở mỗi bàn như một kỷ vật giữ bước thời gian trong không gian hoài cổ của Viết Khôi Coffee. Quán cà phê theo mô hình Đông Dương sẽ đem đến cho bạn một hành trình văn hóa đặc biệt, nơi bạn có thể tận hưởng không gian ấn tượng và khám phá những cảm xúc mới mẻ. Nếu bạn yêu thích phong cách thiết kế này hoặc có câu hỏi nào cần phong cách mộc giải đáp, hãy để lại dưới comment nhé!